thưa quý vị và các bạn, vai trò ý nghĩa của hợp tác xã đối với sự phát triển của nền kinh tế thành phố nói riêng và cả nước nói chung là điều đã được khẳng định. Với tổ chức hoạt động rộng khắp, lượng xã viên đông cùng với sự đi lên đổi mới của đất nước, các hợp tác xã luôn phát huy tinh thần chủ động sáng tạo, tìm ra những hướng đi mới, kịp thời bắt nhịp với xu thế của thời đại. Tại Hải Phòng, những năm qua, hợp tác xã vẫn luôn là chỗ dựa tin cậy đối với các xã viên, giúp người nông dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế. Trước đây, vào thời kỳ phát triển mạnh của nghề dệt thảm len, hợp tác xã 19 tháng 5 thảm len Hồng Tiến, xã Hồng Tiến, huyện Vĩnh Bảo là địa chỉ tin cậy của hàng trăm công nhân với hơn 60 khung dệt làm việc liên tục. Tuy nhiên, Trước sự biến động của nền kinh tế thị trường, những năm gần đây, giống như nhiều hợp tác xã có nghề dệt thảm len khác trên địa bàn thành phố, hợp tác xã 19 tháng 5 thảm len Hùng Tiến cũng gặp rất nhiều khó khăn. Từ thực tế đầu ra cho sản phẩm không ổn định, ngày công của người lao động thấp dẫn đến tình trạng công nhân bỏ việc, không thiết tha với nghề. Làm thế nào để có thể duy trì hoạt động, tạo việc làm cho người lao động là vấn đề được hợp tác xã đặt ra tìm giải pháp. Hợp tác xã đã nhận ra công mũi giày, duy trì song song nghề này và nghề dệt thảm len, đồng thời tiến hành chuyển đổi hoạt động theo luật Hợp tác xã năm 2012. Nhờ có những thay đổi đúng hướng, hiện Hợp tác xã đang tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, trong đó chủ yếu là những lao động đã có tuổi, không đi làm được các ngành nghề khác. Hợp à, xã tôi là bố trí lực lao động để duy trì có hai nghề Ừ, sản xuất chính là nghề truyền thống để thẩm ngan từ năm 1913. Còn lại sau khi chuyển đổi thì hợp tác xã theo cái luật của nhà nước quy định thì làm thêm được cái gia công được cái giày da. Đây thì cái cơ sở đây đã đảm bảo cho trên dưới 200 lao động ừ, địa phương có còn việc làm bình quân mức thu nhập của người lao động đến nay đạt tới 5 triệu đến 6 triệu một lao động. Một tháng. nếu nói đến các hợp tác xã đang phát triển mạnh hiện nay trong khối kinh tế tập thể thành phố ở lĩnh vực nông nghiệp không thể không nhắc đến hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Thắng Thủy huyện Vĩnh Bảo xác định ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương là sản xuất nông nghiệp những năm qua hợp tác xã Thắng Thủy đã phát huy vai trò tiên phong gương mẫu làm điểm tựa cho xã viên trong phát triển kinh tế. Dựa vào đặc thù của địa phương, Hợp tác xã đã từng bước đổi mới để có những bước đi sao cho phù hợp, trong đó đặc biệt chú trọng đến xây dựng cánh đồng lớn, vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đến nay, ngoài việc xây dựng thành công vùng sản xuất rau an toàn với sản phẩm chính là bắp cải, ớt, Hợp tác xã còn sản xuất giống lúa G02, một giống lúa của Nhật được trồng bằng phân bón vi sinh, không sử dụng thuốc hóa học nhằm tạo ra sản phẩm sạch. Đáng chú ý tất cả các sản phẩm rau sạch lúa sạch hiện nay đều được hợp tác xã liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân. Sản phẩm làm ra dù nhiều cũng không rơi vào cảnh được mùa mất giá hay được giá mất mùa nên tạo được tâm lý phấn khởi, yên tâm sản xuất. Chúng tôi là thường xuyên là bao tiêu các cái sản phẩm cho nông dân và đặc biệt là các cái nông sản của nông dân sản xuất ra trong cái vùng bãi mà chúng tôi đã được công nhận là vùng rau an toàn chúng tôi là liên kết với công ty Kỳ Duyên ý, bao tiêu đúa di không hai đặc biệt là cái bóc cải chúng tôi phục vụ là từ cây giống đến vật tư phân bón và thuốc bảo vệ thực vật trong cái vụ vừa rồi là chúng tôi thu được gần năm trăm tấn để bao tiêu sản phẩm cho nông dân rất thuận lợi là vì trong sản xuất kinh doanh đối với này, nơi đã qua bao tiêu thì bà con nông dân an tâm sản xuất những kết quả đổi mới trong hoạt động sản xuất kinh doanh chủ động có những giải pháp thay đổi trước những biến động của nền kinh tế thị trường đã cho thấy sự năng động sáng tạo của các hợp tác xã trong thời kỳ mới với hàng trăm các hợp tác xã đang hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực từ nông nghiệp tiểu thủ công nghiệp kinh doanh dịch vụ đến xây dựng dịch vụ điện vệ sinh môi trường đã và đang tạo cho các hợp tác xã nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế khẳng định vai trò vị thế tại khu vực nông thôn nông nghiệp trong quá trình phát triển đã xuất hiện nhiều hợp tác xã có những thành tích nổi bật như hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp minh đức hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp hợp đức hợp tác xã chăn nuôi tổng hợp thành đạt hợp tác xã thái sơn hợp tác xã nuôi trồng thủy sản mắt rồng hợp tác xã thiên hương hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp quang phục hợp tác xã thủ công mỹ nghệ an dương các đơn vị này đã và đang tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở khu vực nông thôn không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào đảm bảo an sinh xã hội hợp tác xã thủ công mỹ nghệ an dương ấy thì cũng cũng thành lập năm nay là cũng được 14 năm trong quá trình phát triển như thế thì hợp tác xã cũng đã bảo tồn được cái nghề đan móc thủ công truyền thống của hải phòng đã được dần dần bị mai một thế hợp tác xã đã đào tạo nghề và tạo được việc làm cho những người lao động cái thứ hai nữa là khảo sát thị trường và bây giờ hợp tác xã đã có thị trường các có đầu ra cho sản phẩm đầu tư thêm trang thiết bị sản xuất để phục vụ cho những người phụ nữ tàn tật trên trong hợp tác xã có công an việc làm trước những ý nghĩa to lớn của các hợp tác xã đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn vai trò của các hợp tác xã đã được khẳng định đây là tổ chức kinh tế tự nguyện dân chủ là con đường phù hợp đối với hàng triệu người dân việt nam với những người sản xuất nhỏ trong các lĩnh vực và ngành nghề để thoát khỏi lối sản xuất manh mún vươn lên cùng nhau sản xuất lớn nhất là trong sản xuất nông nghiệp và tập quán làm ăn của nông dân Tuy nhiên, trước những khó khăn hiện nay của các hợp tác xã như manh mún thiếu vốn, thiếu khoa học kỹ thuật, thiếu định hướng về thị trường, phương thức sản xuất và tác phong làm việc còn mang nặng sự thu động, trông chờ, thì vấn đề đặt ra là cần phải có giải pháp hướng đi như thế nào để phát huy được những lợi thế tiềm năng để mạnh sự liên kết hỗ trợ lẫn nhau từ chính các hợp tác xã nhằm xây dựng các chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa từ đầu vào cho tới đầu ra của sản phẩm. Khi mà mình hình thành cái chuỗi như là bao tiêu sản phẩm với các hợp tác xã thì các hợp tác xã lại tạo công ăn việc làm cho rất nhiều hộ công nhân chứ không phải là vài chục hộ nữa mà vài trăm hộ công nhân thì khi mình tạo thành chuỗi cho người ta và bao tiêu sản phẩm cho người ta thì người nông dân chỉ việc lo gọi là sản xuất Để làm sao ra được cái sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng và cũng như là đã ký số lượng Ấy, thì người ta hoàn toàn là yên tâm, doanh nghiệp cũng không phải đi tìm ở các cái vùng nguyên liệu nữa mà mình có một cái nền tảng chắc chắn là có một cái vùng nguyên liệu là người ta đã chuyên làm cho mình rồi. Để tháo gỡ khó khăn thúc đẩy các hợp tác xã phát triển, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển nông nghiệp nông thôn, nhiều giải pháp đã và đang được triển khai thực hiện. Đáng chú ý, hiện nay việc thực hiện đổi mới cơ cấu lại các hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 được đẩy mạnh. Hải Phòng hiện đã có 195 hợp tác xã chuyển đổi xong theo luật, đạt 80,57%. Một số địa phương có tốc độ chuyển đổi nhanh như huyện Thủy Nguyên, huyện Vĩnh Bảo, huyện Tiên Lãng, huyện Cát Hải, quận Đồ Sơn, vân vân. Việc chuyển đổi thành công theo luật không chỉ giúp các hợp tác xã đổi mới phương thức hoạt động, mà còn từng bước thay đổi tư duy nhận thức, khẳng định vai trò, nâng cao năng lực hội nhập của các hợp tác xã trong nền kinh tế. Bên cạnh đó, ngoài chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, toàn thành phố có hơn 50 hợp tác xã được thành lập mới theo luật, chủ động tìm hướng đi riêng và bước đầu cho kết quả tốt, làm điểm tựa cho các thành viên trong phát triển kinh tế. Sau khi hợp tác xã nông nghiệp thì chuyển đổi theo cái mô hình Luật Hợp tác xã năm 2012 thì nó cũng có nhiều cái thuận lợi tạo điều kiện cho cán bộ và các cái thành viên hợp tác xã là có cái một cái chủ động đầu tư vào trong cái sản xuất làm công các các cái công tác dịch vụ để phục vụ cho các thành viên trong hợp tác xã và bà con nông dân phát huy được cái quyền làm chủ người ta và hợp tác xã có cái chủ động cùng các cái thành viên nên là sắm các cái máy móc cơ giới hóa đồng bộ và đồng thời là mạnh dạn đưa các cái 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 những cái cây có cái, cái, cái tiềm năng vào trong cái sản xuất. Ngoài việc đẩy mạnh chuyển đổi hoạt động của các hợp tác xã theo luật năm 2012, để các hợp tác xã có thể phát triển ổn định bứt phá vươn lên, trước hết, bản thân các hợp tác xã cần nâng cao nhận thức về vị trí vai trò trong thời kỳ mới, chủ động hội nhập kinh tế mặt khác liên minh hợp tác xã và doanh nghiệp thành phố cần tăng cường đào tạo tập huấn bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ lãnh đạo các hợp tác xã về kinh tế tập thể về chuyên môn nghiệp vụ đào tạo nghề đẩy mạnh xúc tiến thương mại hỗ trợ các hợp tác xã tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn thành phố và các tỉnh bạn cũng như tư vấn hỗ trợ đơn vị thành viên trong xây dựng quảng bá thương hiệu đăng ký nhãn hiệu sản phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật đây sẽ là cơ sở nền tảng tạo điều kiện cho các hợp tác xã đứng vững trong nền kinh tế thị trường, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Kinh tế hội nhập. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.